ta cuối cùng. Cái bản này rất là buồn. Cái bản này nhạc sĩ Tuấn Canh là Trần Ngọc, ông đã làm cái bài hát này là ông yêu một cái cô gì đó là thủ tướng 13, họ chia tay. Thì ông làm bản nhạc này, như bản nhạc này thật ra nguồn gốc của là một người Mỹ, là vì vậy họ bị ống thương họ chết nên chỉ là chúng ta một phần chúng ta cứ một cái hộp xuống là đây là bài hát mới. Mong về một đêm xuân sang.
Để tiếp tục chương trình là